Xin mời các bạn đã đến với kênh Thế giới Điện a Trong video trước giờ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với nền tảng OKS, các bạn sẽ cùng với mình tham gia một trình bài top đến từ nền tảng OKS. Ngày hôm nay thì các bạn sẽ cùng với mình tham gia một cái sự kiện đúc NFT. Hôm nay sẽ là con Chaver Pionler. Con này thì ở trên hệ ton và thông tin của, cho anh em một chút là con này thì đây là trang chủ của nó này và con này có một cái con bot terra hôm trước mình có giới thiệu với anh em mà mình bị ban tài khoản mất rồi con này thì đã xuất hiện ở trong cryptopedia của bên phía OKS con này cũng được uh, bên phía bitget giới thiệu đấy và đây là một con hàng khóa tiềm năng với con nft này thì khi anh em uh, đúc cái con nft này thì uh, quyền lợi anh em như sau các bạn thể dịch ra một chút ở đây các địa chỉ được phép đúc nft traveler Pounder miễn phí uh, uh, trong các cảnh được chọn trong trò chơi uh, traveler uh, Ron uh, bản Benta bắt đầu và nhận được x cấp độ 5 của một món quà tặng đặc biệt vào cuối mùa đầu tiên của Chival Force. Một ảnh chụp nhanh sẽ được chụp về địa chỉ người dùng đã đúc NFT và trò chơi và airdrop đặc quyền Baler gồm token và uh, Bronze sẽ được phát hành. Như vậy con này thì nếu anh em mà sở hữu cái NFT này thì sẽ nhận được uh, được token và để có thể là để anh em có thể là tham gia vào chương airdrop này thì Uh, ý với anh em là các bạn sẽ cần phải chuẩn bị cho mình uh, một lượng là 1,5 ton uh, Con này thì nếu em không để ý nhưng mà nó khá tiềm năng nên các bạn của anh ta tham gia Thì ở đây này uh, các bạn sẽ rút ton thì các bạn sẽ rút từ nền tảng OKS chúng ta chọn phần rút tiền ở đây này Thì các bạn sẽ rút cái mã ton vào đây thì các bạn có thể uh, mình cũng nói luôn cho anh em là cái phần memo thì các bạn có thể bỏ trống nhé Đấy, Các bạn có thể thêm, memo, thêm vào đây nhưng mà memo thì không cần phải thêm memo thì các bạn bỏ trống cái này mình đã rút ton ra rồi này Đấy, các bạn copy phần địa chỉ và các bạn có thể paste vào đây này Đấy chưa rồi đây thì các bạn uh, các bạn có có chắc là phải thêm số địa chỉ vào đây nhưng mà không cần phải ghi vào memory nếu mà có thì chúng ta có thể tích là không có memo chẳng hạn Đấy, thì rút về vì cá nhân không cần nếu các bạn dùng ví ok wallet nhá phí rút rất là rẻ bên ok chỉ có không phải không một ton thôi uh, thì đối với con này này con này thì các bạn sẽ tham gia sau khi đã có ton rồi thì các bạn sẽ Um, ấn vào uh, kết nối để người ta kết nối uh, liên kết cái tài khoản x của chúng ta vào và chúng ta sẽ làm yêu cầu là có phải hiện xin lại yêu cầu để tham gia dự án này thì cần có phải một năm ton thì một con NFT trên hệ ton mà có, có cam kết token thì mình nghĩ là có sẽ có giá trị đấy con này thì ai thôi nhưng mà có, có giá trị và chắc chắn anh em thấy tôi thì cả trên thị trường NFT rất là ngon lành rồi rồi bây giờ thì các bạn sẽ ấn làm các nhiệm vụ rất là dễ ở đây thôi có nhiệm vụ tweet lại này lại và thích này chúng ta mở lan lần lượt thôi ở bên này thì chắc chắn anh em cũng đã quá quen thuộc với những nhiệm vụ ở bên phía quest rồi các bạn đăng này rồi này đăng lại này, này ok rồi các bạn like này like này ok bây giờ các bạn sẽ lần lượt ấn vào bốn cái nút sang mình này là xong sau đó thì các bạn ấn nút cho mình à đây còn một cái nhiệm vụ theo dõi nữa mình theo chưa theo dõi kênh twitter của nó Đấy. ấn vào theo dõi nữa xong này và sau đó thì các bạn là nút đăng ký nhá ok Ô, oh, còn điểm vụ nào nữa? À quên chưa sang mình. Đấy. Ok, vừa rồi thì mình đã cùng anh em chúng ta tham gia vào sự kiện NFT Traver Bioler. Cảm ơn anh em theo dõi video và xin chào các bạn. ra tiếp theo.